Các anh chị thân mến, có rất nhiều người họ đã học tiếng Anh nhiều năm mà không nói được tiếng Anh. Một trong những lý do là họ không nhớ được từ vựng và họ không nhớ được các cái mẫu câu. Và tôi có một cái chương trình rất là đặc biệt, nó có tên là 1000 từ đi khắp thế gian. Các anh chị thân mến, chúng ta đã qua được 2 bài. Và tôi nhắc lại, đối với những anh chị nào mà học online, điều đó là một điều rất là tuyệt vời. Nếu mà có cơ hội thì các anh chị cũng nên tham dự cái lớp offline 5 ngày cùng với tôi nha. Online không là các anh chị đã học được rồi, nhưng nếu sắp xếp được thì hãy đến cái chương trình offline 5 ngày với tôi. Rồi, bài tập số 3 này là cái bài mà tôi yêu cầu các anh chị phải làm được điều này. Đó là các anh chị sẽ biết các cái kỹ thuật liên quan tới não bộ của mình để làm sao giúp cho nó làm việc tốt nhất nha. Bước 1 mà để mà học được tiếng Anh hiệu quả là các anh chị nhất định phải đọc đúng. Nếu mà các anh chị đọc không đúng thì rất là nguy hiểm ha. Tại vì mình đọc sai thì mình phát âm mà nó không có phù hợp. Thì tôi không nói là, đặc biệt là đối với những ai mà đã gọi là người lớn mà học tiếng Anh á, thì các anh chị sẽ gặp một cái trở ngại trong việc phát âm. Tức là chúng ta thấy ví dụ một đứa trẻ mà nó, mặc dù ba mẹ nó là người miền Trung hoặc là người miền Nam, nhưng mà bởi vì ví dụ mẹ nó là người miền Tây đi, nhưng mà cưới ba nó là người miền Tây luôn cũng chẳng hạn, nhưng mà hai vợ chồng lại đi ra miền Bắc ở. Thế là khi đứa nhỏ nó lớn lên, nó sẽ nói tiếng miền Bắc rất là chuẩn, được không? Mặc dù cái gốc của nó là dân miền Tây, nhưng mà nó, bởi vì nó sinh ra ở miền Bắc nên nó nói tiếng Bắc rất là chuẩn, tương tự như vậy. Nhưng mà một cái đứa nó đã lớn rồi, chúng ta là người trưởng thành rồi, mà chúng ta là người miền Bắc, mà chúng ta vào bên trong Nam này chúng ta ở, hoặc là từ Nam mà ra Bắc ở, thì mặc dù chúng ta ở gần nhiều người Nam, nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều, chúng ta chỉ có thể nói được giống họ một phần thôi. Rồi thì chúng ta thấy nói một thời gian rồi nó cũng thòi ra lại cái từ mà một số cái từ mà địa phương của chúng ta trước đây nhé. Nên khi mà các anh chị, mà đặc biệt là nếu mà các con đang coi chương trình này mà là các bạn học sinh, càng nhỏ tuổi càng tốt. Nhưng mà nếu mà đã trưởng thành rồi, cấp 3, cấp 2 hoặc là người trưởng thành rồi, thì chúng ta chỉ cần nói làm sao mà nó khoảng từ 80-90% trở lên là mừng. Chứ đừng có bắt mình phải uốn éo lưỡi của mình, giọng của điều của mình làm sao cho nó giống như người Anh, thì thực sự là rất là khó. Rất là khó, không cần thiết hả? Giống như tôi là tôi nói tiếng Anh trong công việc của tôi là đối tác hiểu hết. Nhưng mà để biểu là nó giống như con trai của tôi thì điều đó không thể, vì con trai tôi nó học tiếng Anh từ bé ha, nó được tiếp xúc với người nước ngoài từ bé. Còn mình thì là trưởng thành rồi, mình mới bắt đầu gọi là chuẩn hóa tiếng Anh của mình. Vậy thì để đọc đúng thì có nhiều cách. Chúng ta có thể tra từ điển. Bây giờ thì cái thứ gì nó cũng rất là dễ dàng, nó easy rồi đúng không? Chỉ cần chúng ta thắc mắc cái gì, chúng ta chỉ mở từ điển trên điện thoại lên hoặc máy tính lên, chúng ta tra cái từ, cái bấm nút đọc thì nó sẽ đọc. Nhưng mà tôi chỉ cho các anh chị một cái kênh mà để giúp cho các anh chị có thể tự tin trong phát âm sau này. Tại vì nếu mà mình đọc mà mình không có tự tin vào mình á, thì mình đọc cái lưỡi của mình nó sẽ khác, cái vòm miệng nó sẽ khác đó, cái khẩu hình của mình nó sẽ khác. Có một cái trang web các anh chị ghi xuống ulist.com. Đây, nhìn ở trên cái video clip đó có cái tên cái minh họa đấy, ulist.com. Đây là cái trang á mà các anh chị vô đây, các anh chị chỉ cần gõ giùm tôi đi. Các anh chị gõ một cái từ gì đó, ví dụ như các anh chị gõ một cái từ, ví dụ như là tôi muốn nói là từ cái hoa đi, flower. Hoặc là một cái từ nào đó, ví dụ như nói là từ nôn ói đi, vomit ha, vomit. Gõ từ vomit vào đi, V-O-M-I-T ha, gõ vào. Khi mở trang web này ra, các anh chị gõ cái từ đó vào, các anh chị nhấn nút enter thì sẽ nó nói cho các anh chị biết cái từ này xuất hiện trong bao nhiêu clip. Cái trang web này hay lắm, nó kết nối tất cả những cái clip có ở trên YouTube và nó tìm xem trong cái clip đó có cái từ mà mình muốn tìm, thì nó sẽ tua tới ngay cái từ đó cho mình coi. Và các anh chị click vào coi cái clip đầu tiên đi. Các anh chị click vào clip đầu tiên, các anh chị sẽ bắt đầu nghe một nhân vật nào đó trong cái clip đó nói về cái từ đó, được không? Sau rồi các anh chị muốn nghe tiếp một người khác nói về cái từ đó, các anh chị bấm next, ở dưới nó có nút next, bấm next vào, bấm qua clip kế tiếp. Nếu các anh chị thấy clip này hay, các anh chị muốn nghe lại lần nữa thì bấm vào nút repeat, tức là lặp lại. Còn nếu mà các anh chị muốn coi clip thứ ba người ta nói về cái từ này thế nào thì các anh chị lại click vào next. Nó có cái nút ở phía dưới đó, các anh chị thấy không? Các anh chị vào cái trang uclick này .com này, nó sẽ giúp cho các anh chị nghe được nhiều người, nhiều độ tuổi, nhiều quốc gia khác nhau nói về cái từ này bằng tiếng Anh. Các anh chị biết là cũng là tiếng Việt của mình, nhưng người lớn tuổi họ nói kiểu khác. Già rồi đó, cái giọng điệu của mình nói về cái từ đó nó khác. Con nít nó khói kiểu khác. Ví dụ như mình nói, con nít nó sẽ nói là ba ơi đó, nó gọi ba như vậy. Còn mình lớn rồi mình chỉ gọi ba ơi,
Mình gọi như vậy thì cũng là từ 3. Nhưng cường độ nó thế nào, ngắn hay là dài, cao hay là thấp, nó có nhiều ngữ cảnh khác nhau, thì nó làm cho chúng ta hiểu thêm về cái từ đó trong các ngữ cảnh thì đọc như thế nào. Cái trang Uclick này là một cái trang tuyệt vời để cho chúng ta học cái cách để lắng nghe tiếng Anh ở nhiều khía cạnh khác nhau. Đấy, các anh chị dùng trang này. Bước 1, tôi nhắc lại là phải đọc đúng, đặc biệt là có mấy cái tên mà tên nhân vật. Tôi có một cái chị, chị cứ đi dạy mà chị thấy là có cái từ, cái tên mà tiếng Anh là chị không dám đọc. Chị cứ nói tôi nghe cái ông đó nói, chứ chị không biết là ông nào. Tại vì chị không có đọc, có một số cái từ, ví dụ như Peter, Mary thì dễ đọc rồi. Nhưng mà ví dụ như có cái từ sau, các anh chị đọc sao? Đây cái từ, nhìn lên màn hình, từ này đọc sao? Các anh chị không biết đọc sao đúng không? Có nhiều người không biết đọc sao đâu. Thế bây giờ các anh chị muốn biết cái từ này đọc sao thì các anh chị sẽ gõ cái từ này. Các anh chị mở cái trang web uclick.com ra, các anh chị gõ từ này vào đi. Rồi, các anh chị bấm nút đọc đi. Nó sẽ đọc cho anh chị nghe. Các anh chị sẽ nghe được những cái từ như người ta sẽ đọc là Eisenhower. General Eisenhower toured Warsaw after World War II and is said to have... Eisenhower. Đó là tên của một vị tổng thống lỗi lạc của nước Mỹ. Nhưng bởi vì cái từ này mà mình đem mình tra từ điển á, là trên từ điển nó đâu có đâu mà. Vô nó là tên riêng mà, thì trên từ điển nó không có. Nhưng mà rất là nhiều công ty nổi tiếng, nhân vật nổi tiếng mà bởi vì họ là tên riêng nên chúng ta tra từ điển là thua, không biết cách đọc đúng. Thế bây giờ tên của người ta một đường mình lại đi đọc ra một nẻo. Ví dụ tôi tên là Phong, mà bây giờ có một thằng nước ngoài nó học tên tôi và nó không biết cách phát âm tên tôi. Nó gặp tôi nó kêu Phu, làm sao tôi biết nó gọi tôi được, hoặc là nó kêu tôi là Ben thì tôi đâu có biết được đâu. Hình như nó đọc lung tung thì đâu có được. Nên là cái trang Uclick nó hay ở chỗ là nó giúp cho chúng ta tra được tất cả các loại từ vựng ở nhiều góc cạnh khác nhau, ở nhiều độ tuổi khác nhau và ở nhiều người, ở nhiều nước khác nhau. Có thể là người Anh, người Mỹ, người Hàn, người Nhật nói tiếng Anh, nói về cái chủ đề đó thì chúng ta sẽ hiểu được cái cách đọc đúng của nó. Khi chúng ta biết đọc đúng thì nó sẽ giúp chúng ta rất là tự tin. Hẹn gặp lại các anh chị trong bài học kế tiếp nha.